Một mãi không còn em, ánh sáng trên bầu trời dập tắt bao nhiêu yêu thương trong gió quanh đời anh. Hãy im lặng và lắng nghe lời con tim muốn nói lên rằng, và anh hứa yêu em mãi chẳng rời xa. Trời, chẳng ra có một linh cảm mà chàng đó sắp tới. Đưa mặt xếp khăn tranh thủ soi gương và ra phòng khách. Đợi, cái gì đây? Mời cuộc gọi nhỏ tắt chung không bắt máy. Biết tiếng nào khi ló mặt ra cũng bị nó đánh cho tắt đài. Phải giả vào bệnh để cho nó lo chứ không. Chị ơi em biết lỗi, quên ngủ quên ăn chơi game thâu đêm tới rồi bị lên gối. Không muốn như vậy đâu. Chị ơi em chừa rồi. Đang lại hoa chừng cớ giải thích thì nó cũng vừa tới. Em mà làm cái gì mà sao không bắt máy? Định chơi cái trò mất tích bí ẩn đi Korea ở hay. Thôi đưa mặt cho tôi đi ăn rồi mua vài ba thứ. Noel sắp tới mua đồ couple cho giống người ta chứ. Rồi mau tìm cách giải thích đi, nghe không xong hôm nay nhóc tiêu đời. Đừng làm chị khùng rồi nghĩ lung tung, muốn buông luôn cả thế giới hay là nhí nhố với con nhỏ nào bộ nhóc chán sống rồi phải không? Lấy phán thử đi, ngày mai trình báo đảm bảo có thanh niên tử vong. Khi nhìn em với mắt yêu thương, khi nhìn em là anh thấy con tim rối bời. Cần điều gì có thể che lấp khoảng cách em với đôi tay mong manh. Và chứng trên con đường mà ta từng bước qua, chỉ cần đôi tay ta mãi thuộc về nhau. Anh cần em. Thôi đừng giận mà, không thấy người ta bệnh hả? Không biết chăm sóc còn làm cái kiểu như nhóc có lỗi không hả? Thôi đừng có xảo, nhóc mà bị bệnh thì chị đi bằng đầu. Không mau chuẩn bị cho tôi đi ăn, không lại tôi chó hoàng cầu. Thôi được rồi, thật lòng nhóc biết lỗi rồi. Con nhỏ hàng xóm nó tưởng chia tay nó bay và hốt nhóc thì tội. Con nào mà động thứ coi, coi tôi dám ăn thịt nó không. Hàng của chế mà còn dám đụng có chừng bị tát cái vỡ mộng. Đi ăn kem, đi trà sữa, đi khắp nơi luôn. Nơi đâu có chị là nhóc sẽ vui, được chăm sóc và thương. Người ta có gấu á, còn tôi đây có chị. Kim luôn người yêu, còn gì bằng bị đánh thì cười hi hi. Những cái thách yêu mà đau đến lạ, thay vì cười mà méo. Nhưng mà cũng ráng vì người nhóc thương cũng chỉ có chị là heo. Mong đợi sau này và mãi sau này sẽ chẳng bị ai bắt nạt. Chí nguyện bên chị, mà yêu chị tiếp tục mối tình dở dang. Thầy rất nhớ chăm sóc mẹ, không bao giờ thở than. Biết hứa như vậy là tốt rồi đó, nhưng mà có làm được không? Đừng có tưởng về ba cái kem và ly trà sữa là dụ được chị như nhóc. Thôi chị tâm tin nhóc lần này đó, đó mà cố gắng nghe lời. Đưa cái đầu chị cốc một cái không đâu mà nhẹ thôi. Này thì thuốc khuya nè, này không mất máy nè. Này thì con nhỏ hàng xóm tán tỉnh mà nhóc cứ khoái nè. Này thì giả bệnh nè, này thì diễn cớ nè. Tôi mà đánh thì hứng cho hết chứ đừng có lấy tài khe. Khi nhìn em với mắt yêu thương, khi nhìn em là anh thấy con tim rối bời. Cần điều gì có thể che lấp khoảng cách em với đôi tay mong manh. Và chính trên con đường mà ta từng bước qua, chỉ cần đôi tay ta mãi thuộc về nhau. Anh cần để nhau vui vẻ thôi á. Anh có thấy em đang mỉm cười vì hạnh phúc của em chỉ cần được bên cạnh anh qua bao tháng ngày. Có bao giờ anh nhận ra tình yêu em trong anh bấy lâu? Chỉ cần đôi tay ta mãi thuộc về nhau. Em cần anh. Người ta đã nói hết lời rồi đó, bây giờ hết giận chưa? Cái mặt bác sĩ kéo dài thời gian tới nửa thêm trận mưa, là hai đứa ướt như chuột lột là rồi bị cảm lạnh. Chị cũng nhỏ chứ có gì đâu yếu đuối đến mong manh. Thôi bây giờ nhóc nói thế này chị xem có được không? Đi ăn xong nhóc viết một bài tặng chị cho cảm động. Bài hát nội dung là nhóc yêu chị, yêu đến long trời lở đất. Nghe nhóc hát từ trước một đoạn nè, thế nào cũng đỡ tức. Một mai không còn em, ánh sáng trên bầu trời dập tắt bao nhiêu yêu thương, giông gió quanh đời anh. Hãy im lặng và lắng nghe lời con tim muốn nói lên rằng, và anh hứa yêu em mãi chẳng rời xa. Day by day. Ờ, nghe cũng hay á. Thôi mình chơi tiếp đi ha.